Nhưng mà đối với tách này thứ nhất là acapella của các bạn rất là xấu Nó bị ảnh hưởng đến cái phần nhạc phối của các bạn Cái thứ hai là khi mà các bạn làm thành sản phẩm Các bạn đăng lên Youtube, Facebook cũng có thể bị ca sĩ đánh bản quyền Và mất toi cái công sức của các bạn Hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music Các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đăng nhấp nháy trên màn hình đây là lịch phát sóng theo chủ đề ở trên kênh để các bạn có thể chủ động trơn trong việc chờ đợi bài giảng. Hiện tại thì mình đang có hai group về FL Studio và Ableton, rất là mong anh em tham gia Zalo cùng mọi người. Ngoài ra nếu mà các bạn có điều kiện về tài chính thì các bạn có thể ủng hộ VPK Music bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ như là các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, hòa âm phối khí sáng tác mới, nhận dạy hòa âm phối khí online trên toàn quốc và bán đồ phòng thu như là tai nghe sau các mic thu âm loa kiểm âm. Vừa rồi thì mình đã có mở một loạt lớp online dành cho những bạn cơ bản và sau cơ bản. Rất là mong anh em sẽ ủng hộ. Các bạn có thể tìm link đăng ký dưới mô tả. Đây là các bộ video hướng dẫn họ vũ khí mà mình đã làm được. Ok và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong việc là giới thiệu cho các bạn cái kinh nghiệm của mình trong quy trình remix một bài hát như thế nào. Ờ, trước đây thì mình đã có một cái quy trình để cho các bạn học hóa âm vừa khí nhưng mà mình chưa có một cái quy trình cụ thể để cho các bạn uh, có thể hóa âm phối khí để remix một bài hát như thế nào Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ Rồi bước 1 là các bạn chắc chắn là phải có tìm được acapella à, Thì các bạn có thể tìm Cái này thì các bạn uh, tìm các AK của ca sĩ nổi tiếng Họ có xe Hoặc là các bạn có thể mua bản quyền Nhưng mà thường là các bạn mới học thì các bạn không sẵn sàng bỏ tiền ra để mua bản quyền đâu cách thứ hai là các bạn có thể tách nhưng mà đối với tách này thứ nhất là acapella của các bạn rất là xấu nó bị ảnh hưởng đến cái phần nhạc phối của các bạn cái thứ hai là khi mà các bạn làm thành sản phẩm các bạn đăng lên youtube facebook cũng có thể bị ca sĩ đánh bản quyền và mất toi cái công sức của các bạn nghĩa là các bạn làm sao các bạn chỉ lưu được ở trong máy thì các bạn nghe thôi Đó. việc tiếp theo là các bạn đưa vào phần mềm hóa phối khí và các bạn đồng bộ tempo về cái phần này thì mình đã có một video hướng dẫn cho các bạn cách đồng bộ Acapella trên Ableton rồi. Ngoài ra nếu mà các bạn sử dụng FL Studio thì các bạn có thể tham khảo rất là nhiều nguồn tư liệu. Các bạn bên Ableton hơi thiếu thôi. Rồi, ok. Và sau khi Acapella tách xong thì các bạn phải tìm hợp âm cho nó. Có hai cách để các bạn tìm hợp âm là nếu như các bạn muốn đi sâu vào bài bản thì các bạn sẽ học nhạc lý. Cái thứ hai là các bạn có thể tìm hợp âm ở trên mạng. Nhưng mà tìm hợp âm trên mạng thì nó chỉ đúng với khoảng 60% thôi Còn lại thì nó sẽ bị sai rồi ok, sau khi mà tìm hợp âm có acapella đồng bộ xong Thì các bạn đến với cái bước là soạn phần đệm Nó gồm có đệm thấp, đệm cao và câu Tùy theo dòng nhạc mà các bạn sẽ có cái phần đệm cao khác nhau Còn độ đệm thấp thì nó chỉ là đệm cơ bản về hợp âm Các nhạc cụ nó sẽ tập trung vào bass và mid các bạn đừng để cao quá nha, nếu mà cao quá nó sẽ đè vào giọng hát và nó không tạo ra cái nền để cho cái cái, cái, cái acapella của chúng ta nó có thể là ở bên trên mà không bị chơi vơi Đó, tiếp theo đệm cao là đệm nốt đơn có giai điệu tuân theo quy luật trồng âm nhiều bạn có cái hòa âm rồi các bạn có hợp âm rồi nhưng mà khi mà các bạn soạn đều cao hay là các bạn soạn các melody ấy nghe nó rất là ngang thì đấy là do các bạn chưa hiểu về quy luật về chồng âm thì cái này mình có giải thích rất là rõ ở trong dvd về nhạc lý nếu mà các bạn có nhu cầu các bạn hãy mua nhé còn đâu trong một khoảng thời gian ngắn thì mình không giải thích được bởi vì là nó sẽ đi theo rất nhiều các bạn phải hiểu được hòa thanh là gì uh, cao độ là gì hợp âm là gì sau đấy thì mới đến định luật chồng âm rồi tập trung chủ yếu vào mid và giải tần số mid và Giải tần số superposition để tạo ra một cái giai điệu và tạo ra một cái màu sắc cho cái phần đệm của chúng ta. Cái phần đệm cao này nó khác nhau rất nhiều giữa uh, nhạc Trung Quốc, nhạc Hàn Quốc, nhạc Âu Mỹ hay nhạc Việt Nam. Đó thì uh, hầu như là các bạn thấy nếu như mà các nhạc cụ về phần đệm cao uh, nó sẽ khác. Đa số các nhạc cụ mà đặc trưng của từng dân tộc thì nó sẽ tập trung vào phần đệm cao. Ví dụ như là nhạc Trung Quốc thì có đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo và nhị. Uh, đối với Việt Nam của chúng ta thì có đàn bầu, đàn rưng, đấy, các kiểu. Nhạc nước ngoài thì có guitar, piano. Nhạc Âu Mỹ thì có guitar, piano, rồi uh, các cái dàn trong dàn giao hưởng như là brass hay string gì đấy. Và cuối cùng là câu lót thì các bạn chơi các nhạc cụ ở trên rất là cao, uh, dùng để lót vào những đoạn không có acapella. Chút nữa thì mình sẽ ví dụ trực tiếp vào trong cái bài nhạc của mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn từng phần. Sau khi soạn phần đệm xong thì chúng ta đến phần soạn drum Đó, cái này sẽ phải đi theo dòng nhạc Soạn drum và bass nhá Hai cái này nó đi liền với nhau bởi vì là cái tiếng kick, cái tiếng drum của bạn nó sẽ đi liền với bass Đi theo dòng nhạc Và tiếp theo là các bạn phải cân bằng giữa bass và drum Cái này cực kỳ quan trọng Để uh, nghe được ra cái chất của dòng nhạc mình đã có một bài hướng dẫn soạn các drum cơ bản rồi Và cũng có một bài hướng dẫn về soạn bass rồi Các bạn có thể tham khảo trong kênh nhé Đó, bước 4 là bắt đầu soạn drop Drop nó gồm có 5 phần Đấy là drum, các bạn soạn trước cho nó dễ Tiếp theo là đến chord, phần đệm đấy Hay là các bạn soạn bay cũng được Chord lead Và cuối cùng là hiệu ứng đấy, Thì cái này thì mỗi dòng nhạc mỗi cái thể loại remix nó sẽ có những cái đặc trưng và những nhạc cụ khác nhau thì các bạn hãy tham khảo thật kỹ mỗi drop nó sử dụng các nhạc cụ như nào phần phát triển phần break của bạn nhé có thể chơi kiểu gì cũng được nhưng mà phần drop thì các bạn phải làm cho nó rõ ràng ra và cuối cùng mới là xây dựng build up bản chất của cái build up đó là giúp nối liền giải năng lượng giữa break và drop cho nên là cái phần build up sau khi mà mixing Khi mà các bạn mixing ok Các bạn mixing ngon lành Thì nó sẽ giúp cho cái nhạc của bạn không bị gãy Khi mà chuyển từ đoạn đệm hát Là cái đoạn break ấy Đến đoạn drop Thì cái này nó phụ thuộc vào cái khả năng mixing của bạn rất là nhiều nhá Thì cái build up nó không chỉ là Các bạn soạn không là nó ra Mà các bạn phải dựa vào phần mixing rất là nhiều Và sau quá trình làm build up xong Các bạn mới mix master Bước 6 đó là mix master Để hoàn thiện sản phẩm Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm của mình trong việc đưa ra một cái quy trình để uh, có thể remix một bài hát. Mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào. Ngoài ra các bạn cũng có thể vào danh sách phát cũng như đặt câu hỏi xuống bên dưới. Mình sẽ làm video giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký lớp học nếu có nhu cầu nhé. Bye bye anh em.